Xin chào cả nhà, nay mình sẽ hướng dẫn làm món bánh khoai bột mì và trứng gà kết hợp nước sốt chua ngọt nhé. Lần trước mình có chia sẻ công thức làm bánh này trong video ngắn, nhưng mình quên chia sẻ về trái trứng dùng để làm gì. Nên nhiều bạn có bình luận thắc mắc vấn đề này, vì thế nay mình làm video dài này để hướng dẫn chi tiết lại một lần nữa cho các bạn cùng làm cho gia đình thưởng thức nhé. Mình dùng 2 củ khoai lang, tầm nửa kg. Bạn có thể dùng khoai lang Nhật hay khoai lang nghệ cho đẹp mắt và tùy sở thích mỗi người. Khoai sau khi gọt vỏ và rửa sạch, dùng dao cắt thành từng khoanh nhỏ. Sau khi cắt khoai lang xong, dùng một nồi hấp và xếp khoai lang gọn vào nồi. Các bạn hấp khoai trong thời gian 5 đến 10 phút tùy theo mức lửa bếp. Các bạn cũng có thể kiểm tra quá trình hấp, thấy khoai chín là được nhé. Khi khoai đã chín, mình lấy khoai ra đĩa hoặc tô để chuẩn bị cho việc nhào bột khoai. Khoai lúc này đã chín mềm nên việc nhào bột khoai cũng cực kỳ đơn giản và dễ làm. Dùng thìa nghiền nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Tiếp theo thêm một thìa bột nếp hoặc bột mì đều được nhé. Sau khi thêm bột vào, mình tiếp tục trộn bột và khoai lang cho thật đều. Mình thường xuyên chia sẻ công thức nấu ăn ngon mỗi ngày. Các bạn thấy hay nhớ lưu video lại nhé. Đến lúc cần có thể mở ra xem và nấu ăn cho gia đình cùng thưởng thức nhé. Sau khi bột đã được trộn đều, đập một trái trứng gà và quấy đều trứng. Sau đó trộn chung vào với bột và khoai. Đây cũng là phần các bạn để lại bình luận thắc mắc nhiều nhất trong video ngắn mình đã đăng tải mấy ngày trước. Bột đã nhào xong, khi đụng tay vào cục bột không dính tay là được. Dùng tay nặn bột thành từng cục nhỏ vừa miếng để ăn, cho lần lượt ra đĩa. Rắc mè trắng lên bánh cho thật đều và nhiều một chút, để mè trắng bám đều lên bánh. Sau đó dùng tay vo đều bánh để mè trắng bám đều và thấm không bị rơi ra. Thế là mình đã hoàn thành xong công đoạn làm bánh và chuẩn bị cho bánh vào chiên thôi. Cho dầu vào chảo và mở lửa đến khi dầu sôi hãy cho bánh vào chiên nhé. Lần lượt cho bánh vào chảo dầu, lúc này bạn hãy mở lửa nhỏ một chút. Khi bánh đã chín và có màu vàng đẹp thì hãy vớt bánh ra và cho vào đĩa. Bánh lúc này nhìn đã rất ngon rồi phải không các bạn? Tùy theo khẩu vị mỗi người, có bạn thích dùng bánh luôn như thế này cũng rất ngon. Nhưng có bạn lại thích kết hợp với nước sốt chua ngọt để thưởng thức bánh với hương vị đậm đà và lạ miệng hơn. Tiếp theo dùng một gói nước sốt chua ngọt đổ vào chảo, đun lửa nhỏ đến khi nước sốt sôi và quấy lại. Gói nước sốt này các bạn có thể mua ngoài siêu thị đều có nhé. Bỏ bánh vào cùng nước sốt và đảo đều, để nước sốt hòa quyện cùng bánh tạo nên hương vị chua ngọt ăn rất ngon. Nước sốt chưa ngọt các bạn cũng có thể cho thêm nước sốt cà hay tương cà để tạo màu sắc cho bắt mắt. Nước sốt mình dùng hôm nay là nước sốt mè nhé cả nhà. Sau khi nước sốt và bánh đã hòa quyện đều vào nhau thì tắt bếp và đổ bánh ra đĩa. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm bánh khoai lang bột mì trứng kết hợp với nước sốt rồi đó cả nhà ơi. Cả nhà thấy hay và bổ ích xin cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Xin chào các bạn đã theo dõi và ủng hộ video của mình. Hẹn các bạn vào những video chia sẻ công thức nấu ăn tiếp theo nhé!